Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn về cái ghép thẻ bí mật của là dự án Tattoo Earn với OEX. Và thẻ ngày hôm nay thì bạn sẽ nhận được là 2.000 token của là OEX. Và để được ghép cái thẻ bí mật trong ngày hôm nay là ngày 31 tháng 7 thì bạn click sang bên cái mục là mật mã bí mật ngày hôm nay. Và cái mã của ngày hôm nay thì sẽ là 2125876. Như vậy ở trên màn hình các bạn bấm mình là 125, các bạn dừng lại một chút này. Các bạn nhìn thấy ở đây tích màu xanh thì bạn bấm tiếp mình là 25. Bạn dừng lại, thấy nó tích đây là 25 thì bạn bấm tiếp mình cái mã số 3 là 876876. Đó, như vậy mình đã ghép thành công thì mình nhận là 2.000 token là OEX. Bạn bấm đây mình nhận, bấm tiếp tục ở đây. Rồi, như vậy mình đã hướng dẫn bạn về cái ghép thẻ bí mật để mà nhận 2.000 token là OEX của ngày hôm nay. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Mình xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.